Lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn, có cái một anh đó hơi hơi say, anh giỡn là anh bắt tay xong là anh hôn nhẹ lên cái tay em á, xong em lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào các anh chị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Anh, năm nay 22 tuổi, quê quán em ở An Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên công ty cổ phần vaccine Việt Nam, bên tim ngừa. À, vaccine dạ, Việt Nam. À, rồi, em lên đây lâu chưa? Dạ, em lên đây đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn 1 năm. Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. À, chào quý vị khán giả, em tên là Hà Tấn Sang. Em năm nay 24 tuổi và quê của em ở Hóc Môn. Em hiện tại tạm thời sinh sống và làm việc tại Singapore. Em làm gì bên đó? Dạ, em làm trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học. Nghiên cứu về gì? Dạ, em nghiên cứu về 3D chị. Nhưng em không có bị BD nha. Có cái vụ nghiên cứu 3D nha. Dạ có anh, nghiên cứu về tái tạo ảnh 3D anh. À, dạ. Anh tưởng đâu nghiên cứu về 3D, thế giới 3D. Rồi em đi làm bên kia, bao lâu em mới về? Dạ thông thường thì một tháng em sẽ về một lần. Không sao, Singapore đây thì cũng có tiếng máy tới. Dạ, đúng rồi. Bạn gái ơi, bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái? Dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa. Mà giờ nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập. Xa là xa chứ không, ngày nào cũng gọi điện FaceTime là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi. Trời, nhiều khi nói chuyện FaceTime xong đi chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Có kinh nghiệm vậy luôn hả? Đoán. Sao em lại gom bó một đống vậy em? Có người này có người kia chứ em. Rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào? Điểm mạnh, điểm yếu em sao? Em giới thiệu về em hết đi. Bản thân của em thì rất là thân thiện, cởi mở và dễ kết bạn. Sống tình cảm nhưng mà không quá nội tâm. Khuyết điểm của em là hay càm ràm. Trong một cái cuộc cãi vã mà không có ai trả lời thì em hay càm ràm hoài. Và ngủ thì em hay nghiến răng. Hả? Dạ rồi. Bạn gái có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm. Rồi những cái nào nổi bật em kể nghe coi. Em lười lắm. Lười. Nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốm chỉ ăn và ngủ thôi. Em cực kỳ nóng tính. Có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn, có cái một anh đó hơi hơi say, anh giỡn là anh bắt tay xong là anh hôn nhẹ lên cái tay em á, xong em lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Trời đất ơi, ghê vậy luôn hả? Dạ. Rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc, em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy. Dạ. Đàn trai nghe thấy lo rồi đó. Đâu có, đàn trai vậy phải yên tâm chứ. Mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là dạ, em thấy mừng rồi. Chứ mình phải biết tự giữ thân chứ. Đàn trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao? Hay ơn chị, hay ơn chị. Hay ơn chị. Hả? Em cảm thấy bạn nữ này có chút gì đó có thể tự chăm sóc bản đúng thân mình được. Đúng rồi. Ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không? Em nhõng nhẽo lắm. Người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi, giống như nhõng nhẽo ba mẹ. À, tình trường sao? Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà tính về mối tình chính thức thì là một. Hồi sinh viên năm nhất rồi, cách đây mấy năm rồi. Lý do chia tay thì anh đó thì cũng lớn rồi, nên anh đó đòi cưới á, mà em không chịu. Lúc đó cũng còn bé quá. Dạ. Bây giờ nếu được thì chị nào mới cưới được? Thì đủ duyên, đủ nợ thì tiến tới thôi. Rồi bạn trai sao em? Tình trường của em có duy nhất một mối tình là thời cấp 3 vậy. Trong cái quá trình em còn là sinh viên á, em cũng có tia một số bạn gái. Có tia nữa. Có tia. Có dính tia nào không? Em cũng có chủ động, nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bồ hết. Nhưng mà những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai học chung em á. Em có tia bạn trai không? Dạ không. Hả? Em chỉ chơi chung với nhiều thanh niên. Chứ đừng có tia qua trúng, không trúng gái, tia trúng trai là mệt lắm nha. Thôi. Dạ không.
Bạn gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu, cao hơn em xíu. Được xíu là sao? Xíu là bao nhiêu? Tại vì có lúc em đo là 1m58, lúc 1m59. Vậy em muốn bạn trai cao nhiêu? Thì cao hơn em tầm 1m65 trở lên được rồi. Mũi thì thấp quá. Không, mũi này không có thấp đâu. Miệng thì đừng có hô hay mớm. Chân à? Không hô, không mớm. Này nó móm xộm luôn á. Nếu mà móm thì được hơn hô. Tức là móm thích hơn hô đúng không? Đúng rồi. Phải có công việc, nghề nghiệp ổn định. Rồi. Gom lại là trắng mập thơm là được. Trắng mập thơm là được. Có không? Trời, nói cho bà cười kìa. Trắng mập thơm nữa. Dạ. Mình đây trắng có, mập chưa có. Thơm. Thơm không? Chưa thấy thơm, chưa thấy thơm. Cô rất dễ thương nhưng cô hơi khó tính nha cô. Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều nhưng mà em không thích. Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Nhiều người thì ở dơ, không ga lăng. Cái kiểu như là đi ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm. Không, em ăn em tự bóc đi, em bóc không được thôi em nhịn. Kiểu vậy. Ai em vô duyên vậy? Phải, tại chưa phải người yêu người ta đã bóc. Thì đúng bóc rồi. Bóc rồi sợ người khác đánh sao? Giọng cô này cũng lạ lắm nha. Mập thơm. Thơm sức xà bông. Sức dầu thơm. Bây giờ nếu như mà có người quen em nè, không quen lâu lâu khá khá đi, chừng 3 tháng, 6 tháng gì đó, rủ em đi khách sạn thì em tính sao? Nếu mà mới quen chứ em đập rồi đó. Thì biết em đập rồi, em đập đã đập rồi, biết rồi. Bây giờ quen rồi, có tình cảm rồi đó. Ừ. Thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra, có thể là chia tay. Tại em không thích. Nhưng ta yêu thật rồi, hai người yêu 6 tháng rồi. Thì yêu thật thì cưới đi rồi, muốn làm thì làm. Không, cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi. Nên tóm lại là đây là một cái cá tính cũng rất đặc biệt. Nhưng mà được, đây là một người rất là chung thủy. Đàn trai hơi sợ sợ đàn gái chút xíu nhưng mà đàn gái rất là ok. Chút đừng ăn hiếp em tôi nha. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Chị qua chị kiểm tra cho nè. Người đó hiền được rồi chị. Hiền chịu được em mập thơm ha. Chào gì? Chào gì? Trời ơi, gì vậy? Bay luôn hả? Trắng thì trắng, thơm thì xa quá không nghe, mập thì không mập. Này chắc cỡ 1m65 quá ha. 68 vậy. Sao thấy thấp vậy? Ủa? Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 94. Em sinh năm nhiêu? Em 96 chị. Rồi sao mặt ông này ông non dữ vậy? Mặt non chẹt vậy? 94 thì dạ chị. Hả? Cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau? Người ta nói xa mặt cách lòng. Một tháng em về một lần mà chị. À, tháng dạ. Em về một lần ha. Thì em có thể gặp mặt. Chỉ cần chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị. À, đừng có chớm mà... quá, cháy quá là cái ly vô đầu á nha. Nhưng mà em đi xa vậy nhìn cũng rất là thư sinh ha. Em nghĩ mình có phải là mẫu người chung thủy không? À, dạ có chị. Quen ai thì em sẽ quen hết lòng. Từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được. Chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha. Dạ. Rồi. Chị thấy được đó. Anh chàng rất thư sinh, mặt mày rất baby, bún ra sữa luôn. Em trai hôm nay đi với ai vậy? Bún ra sữa luôn á. Em đi với mẹ và dì em. Chào Quyền Linh và Cát Tường. Chào quý vị khán giả trên trường quay. Chào chào cháu. Dạ, chào bác. Cô cũng thấy con cũng hiền, dễ thương. À, con yên tâm đi, con của cô thì nó hiền lắm. Nó cũng không có đi mà bay bớm mà ở ngoài mà đi mà con sợ nó tùm lum ha. Dạ. Rồi, mẹ cũng thấy được á, coi quyết định đi, trao cho nhau cơ hội đi nha. Cảm ơn cô. Rồi, em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp cho công ty ạ. Dạ em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Cẩm Anh ạ. Chị thấy bạn bên đây cũng được đó. Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được. Có gì đừng có ăn hiếp nó nha. Trời ơi, không biết ai ăn hiếp ai à. Không biết ai ăn hiếp ai à. Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn. Thôi giờ cho hai đứa quyết định ha. Mở rào. Chào em. Chào anh. Chậm chậm từ từ nha, dạ. Đừng có bang bang vô đi nha. Em tên Anh đúng không? Dạ. Dạ, tên của em nha. Chứ không phải là gửi anh. Gửi anh chút nắng của ngày, chút hương của lá. Chút mây. Chút mây của trời. Dạ. Sao lựa được cái đó hay vậy? Em cứ treo nó ở cái chỗ mà em hay đi ra ngoài á. Chứ mỗi lần em đi ra ngoài đường, em đi chuẩn bị đi làm, em thấy câu này. Dạ. Là ngày nào anh cũng gửi em cái đó.
Dạ. Chút nắng của trời. Trời nhìn anh trẻ quá. Hay quá ha. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương. Anh không ngờ là em lại bạo lực như vậy. Thì ai xong thảm em bạo lực thôi. Nhìn em rất là hiền luôn á. Không, em hiền thiệt. Đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ. Dạ. Anh thấy nếu mà một tháng anh bay về một lần, gặp một lần như vậy thì thấy ít không? Ít đấy em, thật sự là thấy ít. Tại vì hiện tại là anh về mỗi tháng anh về một lần mà mẹ anh cứ la hoài. Nó về dù hoài tốn tiền quá. Nhưng mà anh quan điểm của anh là tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh, ở nhà anh thấy thoải mái nhất. Mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn. Cho chừng mẹ la. Coi chừng mẹ la. Lỡ mẹ la sao anh? Hay là có thể là anh về một lần nhưng mà một lần về nhiều hơn. Đúng về không? Một tuần. Chị đi làm tháng mà về tới một tuần lễ ra đủ việc sao trời. Thì một tuần. Sếp có làm anh. Chắc không sao đâu em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều. Hỏi em thử hỏi rồi, ví dụ như anh về em, tháng anh về thăm em rồi xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? Mình đỡ được cái nghĩ bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu. Em có bắt bo chưa? Em chưa anh. Vậy là anh đi làm nha. Nếu em rảnh thì có thể anh sẽ mời em qua đó. Dạ. Có, ví dụ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Dạ. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Ý nên ta nói vậy rồi, ta nói không ngủ mình bên Singapore. Làm gì có bạn bển. Cái ly. Bây giờ bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất, ảnh bảo vệ ma được không? Dạ được, nhưng mà mua cộng với xích. Xích ai? Xích ảnh hả? Xích ảnh. Anh hứa uy tín không? Anh hứa tôn trọng đối phương không? Uy tín em. Nhưng mà có xích không? Nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích. Có cái ly không? Dạ không. Được. Nhưng mà nhìn tướng em baby quá, em thấy coi chừng có giống như là chưa có tên tuổi, chưa có tuổi thanh niên. Giống như chưa được 18. Giống như chưa được 18 vậy trời. Em yên tâm, có thể em nhìn anh có thể là không chững chạc lắm nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là không phải là trẻ con quá. Đi học ở đây, dạ. Đi qua bên kia làm trợ lý ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em. Cậu ấy thông minh lắm đó, lanh lợi lắm đó. Chuyện giữ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý. Nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải qua một cái khóa sát hạch. Em sẽ sát hạch vợ em có khả năng quản lý tài chính hay không. Vợ thì quản lý tài chính nhưng mà em sẽ giám sát sao kê ngân hàng hay gì đó. Thì mọi tiền bạc để trong một tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi. Còn khi nào muốn coi lại thì em sẽ coi sao kê đó thì em giám sát được. Cũng không có vừa đâu nha. Thấy cũng hơi khó nha. Cũng khó lắm á. Lạm phát không được rồi. Dù lập gia đình sinh con em có mong muốn gì không em gái? Trước khi lập gia đình thì em và bạn trai sẽ phấn đấu để có một cái nhà trên thành phố này. Trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi 2 tháng 3 tháng đến trung tâm để tiêm á, đi bằng xe máy á, nhiều khi thấy tội lắm. Nếu mà được á, nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một chiếc xe ô tô nhỏ cũng được. Về mặt tài chính á, thì mua ô tô trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em ý kiến hay. Nhưng mà nó cũng là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà tiến tới hôn nhân sanh bé còn xa, còn khá là xa. Rồi. Nếu mà có cơ hội anh được quen em đừng có ăn hiếp anh nha. Dạ. Anh sẽ hát em một bài mặc dù anh hát rất dở. Thấy anh đứng lơ ngơ bên hèm, trông anh có lẽ đâu không ngờ, ngồi sau lùm lình lúc xa lúc gần, chợt nghe nhớ mong anh lặng thinh. Nụ cười xin đưa cho anh bình yên giữa cuộc đời, cho anh xin em một lời nói thôi, chúc anh ngủ ngon. Nói đi, nói cái gì đang trong lòng mình đang nghĩ gì nói đi. Anh không nghĩ là em bạo lực đâu. Anh tin hoài vậy, cái bạo lực hoài vậy trời. Dễ thương, anh muốn cái gì anh? Nhìn nói... em rất là hiền luôn. Anh muốn em đừng bạo lực.
Nắm tay em cái được không? Anh muốn sao? Anh nắm tay em cái được không? Dạ được. Đó trời ơi, vô liền. Không có ly đâu sợ. Cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh thư sinh quá. Em sợ anh lăng nhăng thôi. Thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng hả em? Em nắm có mắt. Gì nói em? Không anh. Bữa anh kia nắm tay là được nha. Mà anh kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó. Giờ em nhớ cái ly em uống đó. Chị nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi. Là tối em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ đứng khoanh tay, anh canh mắt ma cho em. Anh không làm gì đâu. Em yên tâm, anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình. Em đã tập nhiều lần rồi, không có ngủ được, đợi mặt trời mọc em mới ngủ. Ok, vậy anh sẽ ráng thức, anh sẽ ráng thôi nha. Còn chuyện anh thức hay không thì anh không biết. Thôi được, còn mệt quá. Thôi được, về đây bạn. Rồi, xong. Thiệt chứ, khổ tâm cặp này quá. Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa. Nhìn coi, đá lông nheo cái được không? Cái ly anh ơi. Ly đâu mà ly hoài, ông này ông ám ảnh cái vô cái ly à, thiệt tình sợ luôn. Sợ cái ly hoài, cái ly nó quá ấn tượng. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là trao duyên cho nhau. Bấm nút là chúng ta tìm hiểu, hẹn hò. Để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân. Nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi mời em. Mình đánh nè. Nhấn quật. Phải bấm sâu vô mới được. Sao nhấn chậm vậy? Em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô. Đúng rồi. Anh hôn em á, trai hôn gái thì bình thường rồi. Giờ em có muốn hôn anh? Giờ em có muốn hôn anh? Ta bị ấn tượng cái vụ cái ly. Vậy em hôn tay anh nha. Phải hôn má mới được. Đúng rồi. Đó, phải hôn má mới được em. Không, hôn má đâu. Hôn má mới xuống đây được, em muốn đứng đây hoài à. Hôn tay trước đi. Hay vậy để anh hôn em. Vậy thôi anh hôn em đi. Hứa nha, không có cái ly nha. Dễ thương lắm đó. Không có gì hết đâu. Chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 chiến thắng. Ở đó có không gian rất là lãng mạn. Và quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ, Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, cố gắng ha, tìm hiểu nhau thật kỹ ha. Tèn 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 tèn.